Thưa quý vị và các bạn, hát ca trù hay còn gọi là hát cửa quyền, hát cửa đình, hát nhà trò, nhà tơ hay hát ả đào là bộ môn nghệ thuật tổng hợp vốn có từ lâu đời. Khác với các loại hình âm nhạc dân gian truyền thống khác, ca trù tuy có không gian diễn xướng rộng hơn nhưng lại có lượng khán giả eo hẹp hơn. Ca trù là loại ca nhạc thính phòng, giàu tính chất bác học, là thú chơi tao nhã của giới nho sĩ, những người thích cầm kỳ, thi họa. Cùng song song tồn tại trong mạch nguồn văn nghệ dân gian của quê hương, ca trù đã có tác động như thế nào đến sự phát triển của ví dặm xứ Nghệ? Trong chương trình ngày hôm nay, với khách mời là nhạc sĩ Văn Thế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin chào nhạc sĩ Văn Thế, trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Thưa nhạc sĩ Văn Thế, có thể nói rằng ca trù có sức phát triển hết sức sâu rộng ở trong quê hương xứ Nghệ của chúng ta, từ Thanh Chương cho đến Diễn Châu, đặc biệt là giáo phường Cổ Đạm, nức tiếng một thời. Vậy thì nhạc sĩ Văn Thế có thể cho khán giả truyền hình được biết là cái nét riêng trong ca trù của xứ Nghệ là như thế nào ạ? Ở tỉnh ta hội đó là có hai cái loại hát, trò đại hang và trò tiểu hang. Thế nào gọi là trò đại hang? Thế nào gọi là trò tiểu hang? Thì trò thì đại ta biết là to, mà tiểu là nhỏ rồi. Trò đại hang tức là gánh hát đàn anh. Đàn anh mà thường hát những nơi đình cao trọng lớn, ví dụ như phường Cách Văn đó, họ vô hát đến trong triều đình Huế. Hát đến như thế lưu diễn trong triều đình Huế, vô hát cho vua chúa nghe đấy. Trực tiếp tôi nói về trình thức biểu diễn của cái trò đại hang như thế này. Lấy lòng kép đan đem đáy, lấy đứng ở giữa. Hai bên là bốn đầu nương. Và người cầm châu thì chính là khách. Người cầm châu là thường đến thuộc hồi xưa đi xem hát hát ca trù như thế là thường thường là các cái gọi là quan chức này nọ, tức là họ ngồi khi cầm châu luôn, tức là họ là khách đang chơi mà biết chơi. Thì như thế là khi mà họ thấy hay rồi là họ thưởng châu, mà xin lỗi, thưởng châu đồng thời cũng là thưởng tiền luôn. Đặc biệt là khác hẳn về ở ngoài Bắc là bốn cô đầu nướng này, tức là rung sinh, tức là hai cái sinh trẻ là kẹp thế này, giờ đây là cái quạt nữa, hai tay hai trung sinh. Mà hồi đó là tôi dành một cái đồi về đi sưu tâm, đó là hồng nắm này, bích hồng này, mấy cố này nọ, mà về không học được cái đó. Còn to tiểu hang thì cũng thế, to tiểu hang thì ít hơn, cùng một kẹp nhưng mà chỉ có hai đào thôi, hai đầu nướng thôi, ít hơn. Và thường thường là cái đó thì tức là vi tiểu cho nên này dân già hơn, phục vụ được nhiều bà con lối xóm hơn. Thì đó là cái trò đại hang và trò tiểu hang, người ta là khác hẳn với cái ca trù ở ngoài Bắc là như thế. Theo ý kiến của cố nhạc sĩ Vi Phong và nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Mậu thì giữa ca trù và hát dặm có nhiều nét tương đồng và gần gũi nhau, đó là phần lời cũng như là cách lấy hơi trong thấp trầm chứ không ngân vang như các loại hình dân ca khác. Vậy thì theo ý kiến của nhạc sĩ Văn Thế, ông có thể cho biết cái nét tương đồng giữa ca trù và hát dặm là như thế nào ạ? Nói đến hát dặm tức là thể thơ năm chữ, hát dặm đưa vào ca trù thì cha ông ta lại là hai câu bở đầu lại là 6-8 thường lục hạ bát, tức là cha ông ta đã dùng cái hạt dầm, tức là dầm cửa quyền nhân thể đấy để là cô bác nói là tức là trong thể hạt dầm nó có hai thể, thứ nhất là thể trưởng và thể thử, tức là ma rơ và minơ. Thể hạt dầm ở thể trưởng, còn các dầm cửa quyền là thể trưởng, dầm đức sơn là thể trưởng, còn các dầm khác là thể thử. Thế thì cha ông ta thì là đưa cái hạt dầm nó vô lại như thế này: triều đình chỉ dù đi Tây để hiểu cho dân xa, ta nay tỏ tương kẻ trang sĩ lực cương. Đây, triều đình chỉ dù đi Tây 6 chữ nhá, để cho thiên hạ ta nay tỏ tương, rồi 6 là vẫn 5 chữ, kẻ trang sĩ lực trường người văn nhân tài tuấn. Mũi tương đông nói như sao, tức là giữa cái anh ca trù đưa sang dân ca và giữa dân ca đưa sang ca trù ở cái thể hát dầm là hai cái nó khác, là cái chỗ đó, tức là một bên thì nguyên là 5 chữ nhưng mà bên sang bên đi thì hai câu mở đầu là 6-8 và vật 6 vẫn 5 chữ. Tại thành phố Vinh, cụ thể là tại cống Đệ Nhị, trước đây có một phố cô đầu và đã được nhân dân rất là ưa chuộng và thu hút được cái sự tham gia của rất nhiều nho sĩ, đúng không ạ? Chính ca trù thì cũng nguồn gốc cũng bắt đầu nguồn từ đô thị, rất sau mới về nông thôn. Do đó cho nên cái ca trù của thành phố Vinh nó có nhiều nho sĩ hát, nó bởi thế này, tức là các bàn nhân quan khách, các quan viên, tất cả các cái là đều ở trở thành phố Vinh đi cả, nếu nè, ví dụ như là khách lần Tây, tất cả mọi chuyện đều trở Vinh cả. Do đó cho nên rất có nhiều nho sĩ đến đi hát, vì thế cho nên
Trước đây người ta gọi là hát cô đầu. Thưa nhạc sĩ Văn Thế, được biết nhạc sĩ chính là người đã có công khai thác cái nét sang trọng ở trong ca trù và làm phong phú thêm những làn điệu dân ca của xứ Nghệ. Vậy thì nhạc sĩ có thể kể lại cái quá trình cải biên làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh mà hiện nay chúng ta vẫn gọi là làn điệu Đại Thạch được không ạ? Theo như thời gian trước đây bác đi sưu tầm, tức là bác đến Sa Cất Văn gặp ông Thìn, một nghệ nhân Thìn là người hát ca trù rất hay và rất nổi tiếng. Mà trong cái hát ca trù của bác thì sau khi sưu tầm thì có nhiều làn điệu ca nam này, hát khế, hát mưu, hát đưa thư, hát tỳ bà xích bích, tỳ bà hành, tất cả vân vân vân. Nhưng mà trong đó có một cái làn điệu gọi là làn điệu Đại Thạch, đoàn dân ca Nghệ An thể nghiệm vở của Gái Sông Lam. Thì bác mới đưa cái làn điệu Đại Thạch đó bác thể nghiệm vào trong dân ca Nghệ An, cụ thể là trong vở dân ca của Gái Sông Lam. Cái gốc của Đại Thạch như thế này: biển rộng trời cao nước mênh mông là biển rộng trời cao, biển sâu là sâu mấy trường, những nắng rơi cao mấy tầng. Thì đó là gốc ạ. Bác đưa sang trong cái chỗ mà dân ca Nghệ Tĩnh thì bác, tức lúc có nghề mà bị nghi bán á, thì có thể cố hát để trình bày vì đảng, tức là tôi là một đảng viên trong sáng chứ không phải như là sự hiểu lầm như thế. Thì cụ thể đây: sông kiếp đòa đầy thân chứ thân em là sông kiếp đòa đầy, tình dân nghĩa đảng, ơn này đâu quên, trước sau em vẫn giữ lời nguyện. Sau khi bác sưu tầm về thì là dựa cái ca trù được đưa vào dân ca Nghệ Tĩnh mới đổi một cái làn điệu Đại Thạch bây giờ phổ biến chung của cả tỉnh. Dựa trên làn điệu Đại Thạch thì nhạc sĩ Văn Thế đã có hoạt ca là Cảng Nhà Rồng Tiễn Bác. Vậy thì hoạt ca này được ra đời trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ? Bác viết cái bài này là hồi đó là tức là hội thi đàn hát dân ca toàn quốc tại Quảng Trị. Vì là đàn hát dân ca cho nên thì bác mới viết cái bài Cảng Nhà Rồng Tiễn Bác đấy. Mà dựa trên mấy cái chất liệu đó, thứ nhất là điệu Đại Thạch. Điệu Đại Thạch mà cái này bác nói đó. Rồi là thứ hai là bên sau là bác kết hợp cả cái dầm Đức Sơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Văn Thế đã cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài Cảng Nhà Rồng Tiễn Bác. Nhà rồng Tiễn Bác năm nào xa quê người đến, trời âu
Thưa quý vị và các bạn, mang theo niềm đam mê nghệ thuật dân gian, những người nông dân chân chất của quê hương xứ Nghệ đã tiếp thu bộ môn chèo vào quê hương của mình, làm phong phú và phát triển hết sức đa dạng bộ môn chèo. Hát chèo vào Nghệ Tĩnh như thế nào và có nét gì khác biệt so với chèo miền Bắc? Trong chương trình ngày hôm nay, cùng với vị khách mời là nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo và nhạc sĩ Lê Hàm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thưa nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo, ngược dòng thời gian thì ông có thể cho khán giả truyền hình được hình dung rõ hơn về con đường mà chèo đã vào Nghệ Tĩnh như thế nào ạ? Xéo sử thì chèo nó vào Nghệ Tĩnh mình là từ thời Hầu Lễ, tức là thời kỳ Lễ Trung Hưng. Lễ Trung Hưng tức là từ 1533 cho đến 1789, tức là hơn 200 năm, 200 năm hay 200 năm. Thì cái thời kỳ đó là cái thời kỳ nổi chiến, cho nên là dân mình là có như cái tranh chấp về ngôi quyền rồi về địa vị này khác, rồi thì là nó loạn nổi chiến, cho nên dân mình là đi làm ăn ở các nơi. Thì trước lúc đi thì thường là cũng người là có những cái vốn sẵn của quê hương mình rồi, thì ra ngoài kia thì những cái lúc mà nhàn rỗi là cái lúc giao lưu đó thì hát cho nhau nghe được. Thì được là có như có ngoài kia có thể người ta học mình, nhưng mà thực tế mình học ngoài kia, mà thực tế ta học là học ngoài kia rồi học chèo. Người Nghệ vẫn gọi các vở chèo là trò, như là trò kiều, trò huê văn, trò thôi thao, và mọi người gọi như vậy là cũng có một cái lý do của họ, bởi vì là các vở chèo khi vào Nghệ Tĩnh thì thường gắn liền với một cái tích cụ thể nào đó. Bên cạnh các vở chèo như là chèo Trương Viên, chèo Thị Kính thì người Nghệ cũng đã sáng tạo và phát triển một số vở diễn riêng. Ý kiến của nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo về vấn đề này như thế nào ạ? Ông cha ta thường nói là cá ra bổ mà có tích thì mới dịch đến trò. Cho nên tất cả khi ông cha ta xem ở ngoài kia có học được một số làn điệu ngoài kia, tuy nó không được cái độ chính xác bởi vì bây giờ nó có âm nhạc. Nó là như hồi đó nó chỉ nghe truyền miệng, nghe qua tai. Thì học rồi để khi thấy cái làn điệu nó hay, để khi về mới ở thông qua cái tích truyền của ta, thì dù như tích truyền tấm cảm hay là Trương Viên hay là Thối Thao hay là Ngọc Nữ Giảng Trân vân vân, tức là một cái tích cũ ngày xưa đó, chứ ông cha hoặc là chèo Đặng Xuân sau này nó có cái trô kiêu có cái tích nhiều rồi như thế, bây giờ mới truyền đưa cái dân đưa cái học cái chèo ngoài kia đưa vào thế nào để cho có trong cái vở tác phẩm này, cái vở này để mới biểu diễn cho bà con mình. Thường là nói thật là cái vở cổ rồi đấy là đề cập đến cái tình nhân văn là nhiều. Ý kiến của nhạc sĩ Lê Hàm về vấn đề này như thế nào ạ? Chúng tôi đã từng nói rất nhiều với mọi người rằng là ở Nghệ Tĩnh cũng có chèo, cũng có hát ca trù, cũng có làn điệu này là điệu khác, nhưng đấy là một sự giao lưu văn hóa của các vùng miền do thổ âm và phương ngữ. Nó làm cho cái làn điệu chèo đó, cái làn điệu hát đó nó trở thành một cái làn điệu khác đi. Mà có khi có những cái làn điệu mà ngoài Bắc người ta cũng cảm thấy rằng không phải là của chèo ngoài Bắc. Thì đấy là một cái nguyên lý, nguyên nhân quan trọng nhất mà chúng ta phải hiểu cái điều đó. Những cái làn điệu mà của chèo thì hầu như là nó đăng tải được rất nhiều về mặt tôi gọi là về mặt biểu diễn. Thế thì tất cả những làn điệu chèo mà đoàn dân ca Nghệ Tĩnh trước đây á đã từng chuyển nó thành một cái vở vào cái vở chèo như chèo của anh Nguyễn Trung Phong là Cô Gái Sông Lam chẳng hạn, vở chèo đấy, thì chúng ta nghe toàn bộ cái vở chèo này thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái gì nó rất Bắc nhưng cũng có những cái gì nó rất Nghệ. Thì cái đấy đến một cái quý giá nhất là mà tôi gọi là chèo Nghệ Tĩnh. Tại quê hương Nghi Xuân của Hà Tĩnh thì chèo kiều đã trở thành một cái vở diễn rất là độc đáo, thể hiện được cái bản sắc rất riêng của quê hương cũng như là thể hiện được cái tấm lòng của người dân Nghệ Tĩnh đối với thi phẩm kiệt tác là truyện kiều. Thưa nhạc sĩ Lê Hàm, chèo kiều đã ra đời trong cái bối cảnh như thế nào ạ? Theo tôi thì cái này tôi nghĩ rằng thế này này, có lẽ nói như anh bảo á là vài trăm năm nay rồi. Tôi dùng cái từ vài trăm năm nay rồi. Thì cái thời Pháp thuộc tôi đã thấy người ta hát chèo kiều cơ mà. Thế cho nên khi chúng tôi đi sưu tầm ở Nghi Xuân á, thì dân Nghi Xuân là làng Tiên Điền á, là người ta hát chèo rất ghi gớm.
Cho nên là tất cả những cái làn điệu chèo mà ở Nghi Xuân là tôi ghi lại thì đúng là khi về so sánh lại thì người ta hầu như nó có lẫn lộn giữa cái dân ca Nghệ Tĩnh và cái chèo của Bắc ấy, nó lẫn lộn với nhau rất tuyệt vời. Cho nên tôi gọi là thế này này, bây giờ nói là chèo thì đúng là không phải của ta, của Nghệ Tĩnh. Nhưng mà nếu mà nói của Nghệ Tĩnh có được không, tôi cho cũng được, chả sao cả, là bởi vì trong đó chất liệu Nghệ Tĩnh cũng không phải là ít. Vậy theo nhạc sĩ Lê Hàm thì giá trị nhân văn mà chèo Kiều đã mang lại cho đời sống của nhân dân là như thế nào ạ? Thứ nhất là chúng ta biết là cái dân Nghệ Tĩnh của ta mà không phải riêng dân Nghệ Tĩnh ở đâu, mà dân Nghệ Tĩnh của chúng ta về mặt du cư, định cư thì hầu như kể cả người Bắc cũng rất nhiều, không phải người Bắc đâu mà kể cả Nam Bộ ở ngoài này cũng nhiều. Cho nên khi ta giới thiệu một cái hình thể về nghệ thuật nào đó mà được mọi người người ta chiêm ngưỡng, tức là cái đó là cái tôi cho là cái tuyệt vời. Mà cái chỉ có chèo thì nhiều người người ta mới cảm nhận được, bởi vì nó mang tính chất chung, và đồng thời đó là có một cái thế này này, nó mang một cái tiếng nói mà rất Việt, tôi cho là rất Việt đó, mà ai cũng có thể chấp nhận được, người Bắc cũng chấp nhận được, người Nghệ cũng chấp nhận được, người Nam cũng chấp nhận được, thì đấy là cái đặc điểm. Và chính vì thế người ta lồng vào tất cả những cái làn điệu và những cái lời ca, nhất là lời ca của những cái vở chèo á, người ta lồng vào trong cái làn điệu đó để người ta nói về cái tâm trạng, nói về cuộc đời, nói về sự đô hộ đè nén của bọn phát xít, bọn cầm quyền, và tất cả những cái đó, và thông qua những bài hát sẩm của trong chèo cũng rất rõ. Một thời gánh hát chèo cũng hoạt động rất sôi nổi ở các xã Tiên Điền, Xuân Liên, Xuân Hoa của huyện Nghi Xuân, nhưng bây giờ cũng chỉ đọng lại ở một số hoạt động cầm chừng như là thành lập các câu lạc bộ dân ca. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự về câu lạc bộ chèo của xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân. Huyện Nghi Xuân, một huyện ven biển của Hà Tĩnh. Nơi đây người dân sống chủ yếu bằng nghề đi biển. Sau những giờ lênh đênh cùng con sóng, người dân của các xã Tiên Điền, Xuân Liên, Xuân Hoa lại sôi nổi với câu hát chèo Kiều. Với các vở chèo có tích mới dịch nên trò, vốn sáng tình yêu, lòng tự hào với kiệt tác truyện Kiều, dần dần một kịch bản chèo Kiều đã được các nghệ nhân sáng tác với 80% nội dung được truyền thể từ những câu Kiều. Vốn sẵn niềm đam mê với câu hát chèo Kiều, các nghệ nhân dù tuổi đã cao nhưng các cụ không hề nề hà trong việc sưu tầm lại kịch bản, làn điệu, vũ đạo để truyền dạy cho con cháu. Trong những ngày Tết, dịp lễ hội, tiếng trống chèo lại náo nức, gọi dân làng tụ hội để cùng sống lại với những niềm vui, những bi phẫn của nàng Kiều trong cuộc đời đầy sóng gió. Có lẽ tình yêu về những câu thơ mang quốc hồn, quốc túy của dân tộc đã ngấm sâu trong huyết quản của người dân nơi đây. Để dù khó khăn trăm bề, nhưng họ vẫn quyết tâm làm sống lại vở chèo mang bản sắc riêng của người Nghệ. Tôi nghĩ rằng là cây mùa màng năm nay mất đi thì năm sau sẽ được. Nhưng mà cái bản sắc văn hóa dân tộc mà mất đi thì có lẽ không khôi phục được. Bởi thế cho nên vì là cả cụ là đào tạo tôi, cho nên tôi vẫn quyết tâm là gìn giữ. Hơn nữa là được sự chăm sóc của đảng ủy, ủy ban, phòng văn hóa, cho nên gìn giữ được cái câu lạc bộ chèo Kiều. Nguồn kinh phí cho câu lạc bộ chèo hiện vẫn chủ yếu được xã hội hóa bởi các thành viên giàu tâm huyết với chèo Kiều. Trong khi đó, chi phí cho trang phục, đạo cụ là tương đối lớn. Đây là một thách thức đặt ra với các câu lạc bộ chèo hiện nay. Bên cạnh đó, lớp diễn viên cũ đang ngày càng lớn tuổi, nhưng lớp trẻ lớn lên lại không mấy mặn mà với câu hát truyền thống của cha ông. Chính vì điều đó mà câu lạc bộ chèo của xã Xuân Liên mới chỉ hoạt động cầm chừng mà chưa thể phát triển đúng như tấm lòng yêu mến thiết tha của người dân nơi đây với truyện Kiều và chèo Kiều. Và hy vọng là các cấp các ngành sẽ cùng chung tay góp sức để làm sao tiếng chèo lại được rộn rã tại các làng ven biển của huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Thưa nghệ sĩ Đình Bảo, trong quá trình biểu diễn thì các nghệ nhân thường sáng tạo và phát triển các cái làn điệu để cho phù hợp với giọng hát cũng như là tính chất của dân ca Nghệ Tĩnh. Ví dụ như là các cái làn điệu thể hiện tính chất điêu ngoa thì chúng ta có làn điệu là Hoạn Thư Theo Chồng, bài hát Tú Bà. Các làn điệu này đã được sử dụng ở trong kịch hát dân ca của Nghệ Tĩnh như thế nào ạ? Chúng chiêu kêu thì dù sau này ta tiếp thu là để vào, đưa vào trong cái dân ca của mình đấy. Mà ngay cả hiện nay trong cái sân khấu hóa dân ca Nghệ Tĩnh đấy, cùng cử phải lấy. Những cái làn điệu tính cách hài hước, thì dù trong Hoạn Thư Ghen Chồng, trong cái trâu kêu, thì dù thiếp tôi mang là mang, thiếp tôi mang khăn gói, thiếp tôi lưỡi quá khe, mẹ cứ kêu là kêu mắc mẹ, thường chồng phải đi. Khi đó là cùng phải tiếp thu. Nhưng mà khi lên sân khấu của mình, còn ví dụ như vừa rồi, đoàn làm có khi cùng bế nguyên rồi đó. Một số làn điệu dân ca của Nghệ Tĩnh đã tiếp thu các làn điệu của chèo và có cái sức sống rất là mạnh mẽ trong các hoạt cảnh cũng như là kịch hát của dân ca. Bác Đình Bảo có thể giúp cho khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Bên chèo, khi người mẹ tiền con qua sông, mà để đưa tay liều trong cái vở qua sông lắm lại, đưa cái này trong sông để chuẩn bị cho ngày biểu tình. Thì chị này ra đi thì cũng biết ngày nào về, trong cái hoàn cảnh như thế. Thì sau khi ôm cơ mặt bắt đầu đi ra từ biệt mẹ và từ biệt ba con, thì nếu như ở chèo thì người ta hát là nay là nghĩa là tình ai ơi nước cây non ta tăng 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 tăng, nay là nghĩa là tình. Bây giờ sang dân ca thì phải làm thế này: nước non là nghĩa là tình, tầm bầm 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 bầm, đêm khuya vượt sóng một mình sang sông, bầm bầm bầm. Thì mình che tiếng dẻo khi sang bên mình, với dân ca là phải làm như thế. Dựa trên âm hưởng của chèo thì cũng đã có rất nhiều ca khúc, nhiều bài hát ra đời mang đậm hơi thở và âm hưởng của dân ca Nghệ Tĩnh. Nhạc sĩ Lê Hàm có thể lý giải cái điều thú vị này cho khán giả truyền hình được biết không ạ? Cái này cũng là một chương trong công trình nghiên cứu mà tôi nghĩ thế này, tức là âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong nền âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng mà tôi chỉ nói một bài, ví dụ cái bài Buông Áo Em Ra. Buông áo nay em ra, thả áo nay em ra, để em là em đi chợ để bắt cây để đeo mà nay đã chờ trưa, rau heo nay đã đi rồi mà rau heo nay đã đi rồi vân vân nhé. Thì nhạc sĩ Anh Dương có lấy một cái tiết đầu: ta ta răng tăng ta ta răng tăng, buồn áo nay em ra là xe tôi băng trên dầm đường là đền quê ta ba ta. Đấy, nhạc sĩ Anh Dương có lấy nguyên cái câu đầu đó để đưa vào cái bài hát Chào Em Cô Gái Lâm Hồng. Thì đấy là cái đặc điểm của chèo đã đưa vào ca khúc. Tôi chưa nói đến cái đoạn mà chèo mà đưa vào ca khúc Ngồi Bắc thì còn nhiều lắm. Ví dụ anh Đỗ Nhuận, anh ấy viết cái bài Giải Phóng Điện Biên. Anh bài ta ta tan 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 ta ta tan tan tan, ấy mấy em nhớ ấy sẽ bao sương vui từ ngày lên Tây Bắc, bao đau nức mong đón ta trở về. Thì thực ra câu đó là câu sắp qua cầu. Thì tôi hỏi tại sao anh lại làm cái bài này lấy cái câu sắp qua cầu. Anh ấy bảo vì sắp chiến thắng rồi, Điện Biên chúng ta sắp chiến thắng rồi, cho nên anh lấy cái câu đó anh bỏ vào. Cái ý nghĩa âm nhạc nó cao đến mức độ như thế. Ví dụ thì tức là câu sắp qua cầu là thế này: ấy ấy mấy em nhớ ai kể là ba bôn nhớ, ấy ba bôn nhớ chín mười thì chờ. Thì đấy là chèo đưa vào các ca khúc. Thưa quý vị và các bạn, và dựa trên làn điệu Buông Áo Em Ra, nhạc sĩ Hoàng Thành đã phát triển thành ca khúc cùng tên và rất được khán giả yêu thích ca khúc này. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Dân Ca Xứ Nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhạc sĩ Lê Hàm, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo đã tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Chưa tỏ nắng đâu.
Răng em nuôi mẹ thầy, cực thân em lắm người ơi.